Yo, xin chào mọi người, mình là Phi, mình đến từ Vũ Trí Academy. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một kiểu tóc Layer Reactive. Đây là kiểu tóc nâng cao được sử dụng những kỹ thuật hình khối cũng như là kỹ thuật tông đơ để tạo ra cho kiểu tóc này độc đáo hơn, sáng tạo hơn. Và đó là kiểu tóc hôm nay mình muốn mang đến với mọi người và mọi người cùng xem nhé. Ok, và đầu tiên mình sẽ chia đường hôi sọ cũng như là được gọi là đường vành móng ngựa, chia phần top ra và phần bên dưới mình sẽ dùng kỹ thuật tông đơ. Và trước tiên bây giờ mình sẽ dùng tông đơ loại bỏ những phần tóc dài. Và tiếp theo mình sẽ đi cử số 6 với tông đơ senior. Với sự kết hợp của lưỡi senior sẽ tạo lên một bộ khung tự nhiên và mình sẽ làm sạch hết khung bằng lưỡi cử số 6. Ok, và tiếp theo sau khi mình đã đi xong phần khung, mình sẽ dùng detailer trimmer mình để mình sẽ đi viền, tạo lên những cái viền sắc nét cũng như là đường line up. À, còn một điều nữa, nếu các bạn muốn đi vanh tròn lỗ tai này thật là tròn thì các bạn nên dùng một ngón tay làm điểm tựa, thì khi đó các bạn hãy ví dụ như đây một cái compa và xoay tròn thôi. Và tiếp theo mình sẽ khoét nửa vòng tròn ở điểm nét. Điểm nét là điểm ở phần gáy và mình sẽ cho nó ngắt liên kết với xung quanh cũng như là disconnect. Vì đây là tóc mannequin nên mình không thể phay. Nếu đây là tóc thiệt mình sẽ là taper phay ở điểm phần nét. Sau khi mình đã hoàn thành xong phần khung, bây giờ mình sẽ tháo, kẹp và cắt phần top. Phần top mình sẽ chia ra 3 phần, cũng như là phần cancho, phần top và phần gold. Và mình sẽ xử lý theo từng phần từ trước ra sau. Tiếp theo mình sẽ tạo đường space line, cũng như là độ dài ngang mắt. Sau khi mình có đường space line xong, mình sẽ phát triển qua hai bên, cũng như là ở trên. Và ở điểm này mình sẽ chừa ra một ít, mình sẽ làm disconnect ở điểm này và mình sẽ xử lý sau cùng nhé. Sau khi mình đã tạo xong baseline cũng như là line round thì bây giờ mình sẽ tiếp tục kéo phần cancho cắt round để giúp phần mái có trọng lượng hơn. Sau khi mình đã hoàn thành xong cancho point thì bây giờ tiếp tục mình sẽ cắt điểm top point dựa trên đường cơ sở của cancho point và mình sẽ cắt square. Sau khi mình đã xong phần cắt dọc của phần cancho và phần top thì bây giờ mình sẽ cắt ngang của toàn bộ cũng như là mình sẽ cắt square.
Tiếp theo mình sẽ xử lý tới phần goal, cũng như là mình sẽ kéo ra và chia đường byline phần goal, và mình sẽ cắt line round. Sau khi đã hoàn thành xong line row phần goal, và mình sẽ cross check, gọi là kiểm tra chéo cũng như là các xương cá, những điểm dư và giảm trọng lượng chéo cho phần goal. Ok, và tiếp theo mình sẽ xử lý phần goal liên kết với phần top. Vì lúc nãy là nãy giờ mình chưa cắt phần goal với top liên kết với nhau. Bây giờ mình sẽ liên kết và mình sẽ cắt square để giúp cho phần goal được giảm trọng lượng hơn. Và sau khi mình đã hoàn thành xong những sự liên kết bên trên cũng như là phần top xử lý xong, bây giờ mình sẽ liên kết giữa phần path đến phần function point, cũng như là loại bỏ những điểm thừa để giúp cho phần ở điểm function point được liên kết với nhau. Và ngoài ra có một kỹ thuật khác còn gọi là đục khối, giúp cho phần function point và phần path liên kết với nhau. Sau khi mình đã hoàn thành xong phần bên trái, và các bạn còn nhớ cái phần mà mình đã để từ ban đầu là disconnect với phần máy hay không, và mình sẽ cắt độ dài của điểm này sẽ dài hơn độ dài của đường điểm chuẩn của máy. Và tiếp theo cũng như phần bên trái hồi nãy là mình đã xử lý xong phần khối cũng như là đục khối. Và bây giờ phần bên phải mình sẽ xử lý xong phần khối cũng như là bây giờ mình tiếp tục sẽ tới bước đục khối, giúp cho phần phân xoay bon cũng như là phần back liên kết với nhau. Và một sản phẩm tàu kiểu cũng như là sấy bảo vệ tóc không thể thiếu, đó là Rizzo Rumming Tonic. Và sau khi mình đã hoàn thành xong các bước thì cái bước quan trọng nhất là đấy là bước làm mềm khối cũng như là tỉa làm mềm và chuốt bay theo chiều tóc mà mình đang mong muốn, kiểu tóc đó sẽ bay về hướng nào, cũng như những ý đồ và xây dựng khối từ ban đầu mình đã định hình cho kiểu tóc này và mình sẽ cắt những gì.
và mình sẽ giới thiệu sơ qua những đường sấy cũng như là phần back mình sẽ sấy ra triangle và phần neck mình sẽ sấy đưa ngược ra, phần top mình sẽ cho nó phồng phồng lên và hãy chờ xem nhé. Và cuối cùng mình đã hoàn thành xong kiểu tóc này. Đây là kiểu tóc layer creative. Thì kiểu tóc này mình đã sử dụng những kỹ thuật tông đơ cũng như là phần back cũng như phần gold. Mình sử dụng light round. Phần top mình sử dụng square dọc và square ngang. Và phần mái cũng như là điểm cancel point mình đã cắt round và có một phần disconnect ở điểm này giúp cho một phần mái có điểm ngắn điểm dài, tạo thêm điểm nhấn ở phần mái. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình cũng như Vũ Trí Academy, và các bạn hãy theo dõi các phần tiếp theo nhé.